Các bạn thân mến, các bạn có muốn mình trở thành một người cuốn hút vô cùng trong mắt đối phương? Bạn có muốn mình trở thành kiểu phụ nữ mà người đàn ông nào cũng mong muốn có được? Có được bạn là họ hạnh phúc. Hay là bạn có muốn mình trở thành kiểu đàn ông mà người phụ nữ nào cũng muốn có mình ở trong đời? Người ta hào hứng, người ta vinh dự, người ta tràn đầy cảm xúc để bước vào mối quan hệ với bạn, để ở trong một mối quan hệ với bạn và để gắn bó với các bạn lâu dài. Các bạn thân mến, để trở thành một người cuốn hút trong tình yêu không khó, nhưng nó cần chúng ta có những kỹ thuật, có những điều chúng ta cần phải biết. Và đó là lý do mà mình cho ra một khóa học có tên là Đỉnh Cao Cuốn Hút, dành cho những chàng trai, những cô gái sẵn sàng để có một phiên bản tốt hơn, đón chờ một hạnh phúc mà các bạn xứng đáng hơn. Các bạn sẽ học được gì từ khóa học này? Các bạn sẽ nắm được những cái điểm mấu chốt quyết định cái sự cuốn hút của các bạn trong tình yêu, điều mà hầu hết những người khác họ không biết, họ mắc phải, và rồi họ không có hạnh phúc và mất đi sự sức hút của mình. Điều thứ hai các bạn sẽ học được đấy là cách để trở thành một người đẹp trong mắt đối phương. Nét đẹp về mặt tâm hồn, nét đẹp mà bất kỳ ai khi tiếp xúc với bạn họ cũng trân trọng. Cách để là người đẹp từ sâu bên trong. Điều thứ ba các bạn sẽ học được đó chính là trở thành một người mà đối phương khao khát, trở thành một người mà đối phương nỗ lực, cố gắng hết sức mình để thỏa mãn những mong muốn của bạn, đáp ứng được những tiêu chuẩn của bạn, cùng bạn vượt qua mọi sóng gió, bất kể đó là những cái sóng gió nó rất lớn mà có thể với người khác họ không vượt qua được, nhưng họ dám vì bạn mà làm những cái điều phi thường đó, bởi vì bạn biết mấu chốt của cách ứng xử cuốn hút. Điều số 4, các bạn sẽ học được nghệ thuật của sự tự nguyện. Bạn sẽ không cần phải ngồi đó thuyết phục đối phương hãy làm theo ý bạn, hãy yêu thương bạn. Bạn không bao giờ phải làm điều đấy, mà đối phương sẽ biết cách tự nguyện làm những điều đó vì bạn. Điều số 5, các bạn sẽ học được một cái kỹ năng, đó là kỹ năng giải quyết những vấn đề. Để có được một tình yêu như ý, bạn sẽ học được một kỹ năng mà từ đó các bạn sẽ phải chấm dứt tất cả những buổi cãi nhau, những điều tồi tệ mà trước đó có thể các bạn đã từng dành cho nhau. Không có cãi nhau, không có cãi vã, không có sự chỉ trích sau khi các bạn đã học được cái kỹ năng này. Điều số 7 các bạn sẽ học được đấy là cách để vượt qua nỗi sợ. Và khi các bạn không có cái nỗi sợ mất đối phương, các bạn sẽ có một sự tự tin, một người giữ gìn các bạn. Và kể từ khi các bạn cuốn hút, các bạn sẽ thu hút về mình những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp trong tình yêu. Điều số 7 các bạn sẽ học được đấy là cách để nắm được tất cả những cái điểm yếu của đối phương, những cái lỗ hổng trong trái tim của họ, và đi xuyên vào trái tim của người ta, khiến cho họ yêu các bạn không lối thoát. Họ sẽ nhận ra bạn là chân ái của cuộc đời và từ đó không thể sống thiếu bạn được. Điều số 8 các bạn sẽ học được của một người đàn ông, một người phụ nữ cuốn hút, đó chính là các bạn học được nghệ thuật cuốn hút bằng ngôn từ. Các bạn sẽ biết cách sử dụng ngôn từ để khiến đối phương thích, khiến đối phương hạnh phúc, khiến đối phương thoải mái và khiến đối phương muốn dành mãi thời gian ở cạnh bạn. Điều số 9 các bạn cũng sẽ học được nữa, đó chính là nghệ thuật sử dụng ngôn từ một cách phù hợp, để biết thời điểm nào chúng ta nên nói những câu nào, thời điểm nào chúng ta không nên nói những câu đó. Biết sử dụng ngôn từ một cách phù hợp, đó là một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà bất kỳ một người cuốn hút nào cũng cần phải có. Điều số 10 các bạn sẽ học được trong khóa học này, đó chính là cách thiết kế hạnh phúc. Hầu hết chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta không cuốn hút bởi chúng ta không biết thiết kế cái hạnh phúc cho chính mình, từ đó là chúng ta không cuốn hút. Nhưng ở khóa học này các bạn sẽ học được cách thiết kế hạnh phúc, điều mà chưa ai nói với các bạn và chưa ai chỉ cho các bạn. Và trong khóa học này các bạn sẽ có được kỹ năng này. Điều số 11 các bạn sẽ học được trong khóa học này, đó là cách để tìm sự bình yên trong mối quan hệ của các bạn. Và khi các bạn có được sự bình yên, đó là khi các bạn cuốn hút, đó là khi họ thấy bạn bình yên và họ muốn ở cạnh bạn, thấy bạn có một thế giới muôn màu và muốn gắn bó với bạn nhiều hơn. Bài học số 12 đó là bài học yêu chính mình, và từ đó được đối phương yêu thương, si mê. Và đương nhiên, đó cũng là một kỹ năng không thể thiếu của một người cuốn hút. Và bài học số 13 các bạn sẽ học được cách để nâng cấp bản thân mỗi ngày, giải quyết các vấn đề, những nỗi đau, những nỗi buồn trong cuộc sống và tình yêu. Từ đó các bạn sẽ không phải lo lắng, lo nghĩ, giữ cái người đối phương. Bạn sẽ được người ta giữ bạn, bạn sẽ được người ta sợ mất bạn. Và sau khóa học này các bạn sẽ có một sự thay đổi ngoạn mục, nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của bản thân so với quá khứ. Một người thực sự cuốn hút, một người mà là niềm ao ước của biết bao nhiêu những người đàn ông, những người phụ nữ ngoài kia.
nhanh tay sở hữu ngay khóa học này bằng cách các bạn hãy vào cái link mình có để ở phần mô tả hoặc là ở phần bình luận và đặt luôn khóa học này nhé. Hoặc các bạn cũng có thể lên Google gõ toanhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình và tìm khóa học, sở hữu ngay khóa học này, sẵn sàng cho sự thay đổi và sẵn sàng cho một phiên bản hoàn thiện hơn, cuốn hút hơn của bản thân mình. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.